Xin chào các bạn. Hôi miệng thường không gây nguy hiểm nhưng lại là rào cản lớn trong giao tiếp, đặc biệt là khi có cuộc đàm phán quan trọng hay là khi trò chuyện với bạn bè người thân. Đây là một vấn đề khá phổ biến và có thể xuất hiện ở mọi độ tuổi, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều lầm tưởng về vấn đề này khiến hôi miệng mãi mãi không hết. Cụ thể đó là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ở video sau đây. 1. Mùi hôi của hơi thở bắt nguồn từ dạ dày. Điều này là không đúng, bởi tại dạ dày và thực quản có rất nhiều van ngăn cản sự hồi lưu của thức ăn. Những van này cũng có vai trò ngăn ngừa tất cả mùi đi từ dạ dày lên thực quản, họng, miệng hoặc mũi. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ hôi miệng là do vấn đề dạ dày và tiêu hóa. Trong đó, thực quản chỉ là nguồn gốc của mùi hôi. Khi người bệnh có túi thừa gen cơ, tỷ lệ người bệnh có bất thường này là dưới 0,1% và chỉ được ghi nhận ở người bệnh trên 65 tuổi. 2. Thức ăn là nguyên nhân gây hôi miệng. Phải thừa nhận rằng một số loại thức ăn có thể lưu lại mùi hăng trong hơi thở, ví dụ như là hành hay là tỏi. Tuy nhiên, những thực phẩm này chỉ gây nên mùi khó chịu tạm thời, không phải là nguyên nhân của hiện tượng hôi miệng kéo dài. 3. Thở vào lòng bàn tay có thể ngửi được mùi hơi thở của mình. Điều này thì chưa hẳn đã đúng, bởi khi thở bằng miệng, bạn không dùng cả cơ họng theo cách mà bạn dùng khi nói, mà mùi hôi thường bắt nguồn từ phía sau khoang miệng. Cách tốt nhất để biết hơi thở có mùi hay không là bạn nên tìm một người thân có thể tin tưởng rồi nhờ họ ngửi mùi hơi thở của bạn, nói ở khoảng cách xa 30cm với họ. Ngoài ra, để đánh giá chính xác mùi hơi thở, bạn nên đi khám nha khoa. Các nha sĩ sẽ sử dụng dụng cụ chuyên dụng để đo lượng hợp chất lưu huỳnh bay hơi từ hơi thở của bạn. 4. Chỉ cần đánh răng và cạo lưỡi có thể làm hết hôi miệng. Vệ sinh răng miệng đúng cách kết hợp việc cạo lưỡi sẽ khiến hơi thở bạn luôn thơm tho. Tuy nhiên, nó sẽ không điều trị dứt điểm được hôi miệng nếu như hôi miệng xuất phát từ các bệnh lý như là dạ dày, tiểu đường hay một số bệnh về gan, thận. 5. Không có biện pháp nào chữa khỏi hôi miệng. Điều này hoàn toàn là sai lầm, bởi nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ chữa hôi miệng là 90%. Tuy nhiên, để điều trị triệt để, cần xác định được chính xác nguyên nhân gây ra mùi hôi. Nếu hôi miệng không phải là do các nguyên nhân trong miệng gây nên hoặc sau khi can thiệp nha khoa mà vẫn bị hôi miệng, thì người bệnh cần thăm khám các chuyên khoa như là tai, mũi, họng, tiêu hóa, tiết niệu để tìm ra nguyên nhân và can thiệp xử trí phù hợp. Vừa rồi là 5 lầm tưởng chúng ta thường hay gặp khi nói về bệnh hôi miệng. Hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay thì các bạn sẽ có thêm những thông tin để hiểu đúng, hiểu rõ hơn về bệnh hôi miệng và tìm ra cho mình phương pháp điều trị hôi miệng triệt để, lấy lại sự tự tin trong giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!